Rồi thầy chào các em. Đến video tiếp theo thì hôm nay mấy video trước thầy đã làm nồng độ mol rồi. Đúng không? Cách tính nồng độ mol thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em về video tính nồng độ phần trăm. Rồi các em coi giùm thầy nè, nồng độ phần trăm. Như vậy là nồng độ phần trăm là nó sẽ có ký hiệu chữ gì? Có nghĩa là C phần trăm. Ok, còn nồng độ mol là ký hiệu C gì? CM nha, còn nồng độ phần trăm. Như vậy nồng độ phần trăm ta dùng ở đây nè, công thức thầy lấy đang lấy sách hóa 8 lại cho em á, bằng bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân 100%. Rồi, ok nha. Đây là công thức tính nồng độ phần trăm. Thì M là gì? MCT là khối lượng chất tan. Còn M như dây là khối lượng dung dịch. Thì khối lượng dung dịch nè, khối lượng dung dịch là bằng khối lượng dung môi cộng khối lượng chất tan. Dung môi đây có nghĩa mình hay dùng là nước á, cộng khối lượng chất tan hòa tan ha. Vậy ta sẽ qua một ví dụ đầu tiên để chúng ta dễ dễ hình dung nha. Rồi ví dụ này thầy lấy trong sách giáo khoa nè. Bài này thì nó giải rồi. Nói chung là thầy giải lại cho các em cho dễ hiểu. Bây giờ nè, hòa tan 15 gam MnaCl vào, rồi bây giờ thầy chỉ nè. 15 gam MnaCl là có nghĩa đó là mở chất tan nha. Xong chưa? Vào 45 gram nước. Nó ghi đây là nước, có nghĩa là dung môi. Còn ghi mà ghi chữ dung dịch luôn là khối lượng dung dịch luôn nha. Mình hiểu cho thầy. Nếu người ta ghi nước là có nghĩa là đó là khối lượng dung môi. Như vậy ta sẽ có là M này, dung môi nè. Ghi chữ giờ M cho thầy là 45 gram. Ok chưa? Như vậy để làm được bài này thì ta phải có M dung dịch. Thì M dung dịch là bằng gì? Bằng M dung môi cộng M chất tan. Gì bài làm? Đây, bài làm thì đầu tiên ta phải tính cho thầy là khối lượng dung dịch là, bây giờ thầy chỉ nha, khối lượng dung dịch á, đây là bằng M dung dịch bằng M dung môi cộng M chất tan, là có nghĩa bằng 45 cộng 15 là bằng 60 gam. Rồi ha. Rồi, thôi thầy đưa cái bài đây, cái bài người ta làm cho dễ đi ha. Thầy chỉ giảng được rồi ha. Rồi, nè, khối lượng rồi 60 gam xong chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tính nồng độ phần trăm nha. Nè, như ta tiếp theo tôi ghi chữ nồng độ phần trăm. Rồi nồng độ phần trăm này ta cho coi luôn cho nhanh. Rồi C phần trăm này là ta sẽ lấy cái này nè, M chất tan chia cho M dung dịch nhân cho 100%. Như nè, 15 này đâu, 15 này có nghĩa là của thằng đây nè, là mười lăm nè chia cho 60 nhân cho 100% bằng 25%. Rồi ok cho nha. Đây là bài làm của người ta thì thầy hướng dẫn lại thôi. Ok hai các em. Dạng bài này dễ lắm, cứ tìm mà chất tan chia mình nhìn ra thôi. Bây giờ ví dụ thí dụ 2 nè. Thí dụ 2 nè, đọc dùm thầy coi. Thí dụ 2 thì cho một dung dịch có nồng độ 14%. Tìm khối lượng H24 có trong 150 gram dung dịch. Có nghĩa là sao? Là bài này người ta giải rồi nè, tí thì thầy đưa cho coi. Như vậy là bài này người ta cho C phần trăm rồi. Thí dụ 2 người ta cho C phần trăm là 14% và người ta cho M dung dịch là 150 gram. Bây giờ người ta kêu bắt tìm cái gì? Người ta bắt tìm M khối lượng này, khối lượng này có nghĩa là M chất tan của H2SO4. Như vậy nè, ta làm sao? Vậy là mày ta ghi là khối lượng H2SO4 là giờ thầy chỉ đây làm sao thì ta sẽ lấy lại cái vòng tròn thầy nè. Giờ ta muốn tìm M chất tan đúng không, thì ta rút M chất tan ra như vậy nha, rút rút M chất tan ra. M chất tan thì bằng cái gì thầy nói rồi, sẽ bằng hai thẳng dưới nhân nhau
và chia cho thằng ở trên. Ok nhá, ra đã công thức cho thầy vậy, thầy có làm video trước cho em coi lại ha. Muốn tạo, muốn tìm ở thằng ở dưới cũng thể lấy hai thằng ở trên chia thằng lại, muốn tìm thằng ở dưới thì lấy hai thằng ở trên chia thằng lại, dễ rồi. Như vậy ta sẽ xem phần trăm là 14 nè, nhưng cho m dung dịch là 150 chia cho 100, đây ta sẽ ra là 21 gram y chang ở trong đây đó hả, chỉ các em biết làm thế này dễ nha. Ok nha, rồi chúng ta sẽ qua cái bài tập tương tự đi để thầy chỉ cho nó dễ ha. Này bài số 5 nha, các em coi bài số 5 này. Rồi bài số 5 làm sao nè, dễ ợt luôn. Bài số 5 5A ha, cứ làm riết quen không gì khó khăn á. Ví dụ là tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau. Như vậy ta sẽ ghi cho thầy là C phần trăm, giờ ta ghi chữ KCL dưới đây cho dễ nè, dễ biết. Thì ta cũng lấy cho thầy nè, hồi nãy học đó, M chất tan chia cho M dung dịch nhân cho 100 phần trăm. N M chất tan là sao? N M chất tan là đây nè, 20 gram này nè, 20 gram đây, C phần trăm của KCL đây là hàng thái 20 chia cho dung dịch đây, nó ghi 600 gram dung dịch đây, chia cho 600 gram nhân cho 100%. Rồi ta bấm máy tính là ta ra kết quả thôi ha. Rồi đại đây chút, 20 chia cho 600 nhân cho 100, đây là bằng 3,3% đi. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo câu B. Rồi câu B này thầy chỉ nè, rồi cũng vậy luôn, nhưng mà ta đang nhớ trong này 202 kg này ta phải chuyển qua gam nha. Đơn vị thầy nhắc lại, đơn vị của m chất tan với m dung dịch đều là gam nha, đơn vị chúng ta chuẩn là gam nha, còn thể tích mới là lít. Như vậy bài này chúng ta sẽ làm sao thầy, rất đơn giản luôn, ta sẽ đổi 2 kg gam này bằng 2000 gam. Ok, cái này bạn biết không, từ 1 ký chuyển là ta làm tương tự như thế là C phần trăm của NaNO3 bằng M chất tan chia M dung dịch nhân cho 100%. Rồi thế số vô cho thầy thôi, M chất tan là bằng 32 chia cho 2000 nhân cho 100%. Rồi ta bấm máy tính là ra thôi, 32 chia cho 2000 nhân cho 100 bằng 1,6%. Rồi rất đơn giản ha. Rồi tiếp theo thì câu C cũng vậy. Câu C nè, câu C thì các em cứ áp dụng cho thầy thôi. Thầy làm nhanh luôn nha. Câu C làm nhanh nha. Rồi câu C. Câu C cũng làm tương tự luôn nha thầy, không có gì hết. Đây câu C đây. Câu C ta cũng gọi là C phần trăm của K2SO4 đúng không ạ? Để cho ta biết là bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân cho 100%. Rồi nè, như vậy nè, M chất tan mình có bao nhiêu? 75 gram. Rồi M dung dịch người ta cho nhiêu? 1.500, rồi 1.500 đó, rồi nhân cho 100%. Rồi bấm máy tính thôi. À, ta lấy 75 chia cho là nhân cho 100 bằng 5%. Rồi xong nha, như vậy là video thầy hôm nay kết thúc nha. Các em coi lại giùm thầy, dễ mà ha, ta muốn tính được nồng độ phần trăm nè, hoặc là nồng độ mol thì chúng ta coi lại đây, ta coi lại công thức này. Nồng độ phần trăm thì lấy mà chất tan chia mà dung dịch nhân trăm, còn nồng độ mol là lấy n chia v. Xong rồi nè, nói vậy video của thầy đến đây kết thúc nha. Bạn nào mà thấy video thầy hay thì like, chia sẻ giùm thầy ha. Rồi thầy chào các em. Rồi kênh của thầy là thầy Tuấn Sibo nhé, thầy chuyên hướng dẫn các hóa học nha. Rồi video thôi, thầy kết thúc tại đây nha các em. Rồi chào các em nhé, hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Nhớ coi lại bài tập làm là làm được à, nó dễ ợt lắm, không gì khó khăn. Rồi thầy chào các em.